Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Oh, xin chào mọi người nha. Bây giờ hai vợ chồng mình và Leo đi viếng thăm nhà thờ Đức Bà ở Lourdes nổi tiếng thánh tờ trên khắp thế giới, và những lời cầu nguyện linh thiêng và có nước suối có thể chữa bệnh được nha. Em đi tham quan nha mọi người nha. Mọi người thấy ở bên kia quý gia đình bạn sao non đi cà phê đèo Canise, mọi người thấy không, có những người xe tầng tật đi đến đây cầu nguyện nè, đi xe lăn đến đây đó, đi tầng tật. Dĩ nhiên đây là một cái điều mà mình nói lại nha, không phải là ai đến chữa bệnh cũng hết nha, bởi vì có người chữa bệnh tim hết, trong khi đó mẹ của cái sông ông xã mình cũng bị tim, cũng đến đây mấy lần lấy nước về uống và cầu nguyện mà cũng đâu có hết đâu, và bà đã mất sớm vì bệnh tim ha. Trong khi đó một chị bạn thì có người con trai, nghe chị nói là bị bệnh đó, thì đi đến đây cầu nguyện mấy lần với uống nước thánh thì lại hết bệnh. Có nghĩa là tùy người mà hết nha mọi người, tùy duyên đó. Ok. Ồ, đây là cái đầm cày lớn quá. À, ở bên đây là có người lấy nước nè. À, đây người ta lấy nước thánh ở đây nè. Đến đây xếp hàng để lấy nước thánh ở đây. Đây đang lấy nước thánh nè. Có những cái vòi nước nó chảy nước ra và người ta lấy vào, có nước bình vào trong bình đây ha. Đây cũng nó để, họ để chảy nước ra và cái phong tên này, và hứng nước được chảy bên trên cái máy này, chảy theo cái đường này rồi họ để cái chảy xuống đây. Mà sư của em đi đâu sao đi lòng sao để con qua phía sông hoa mà. Lâu mát ghê. Ai dài có tới đây luôn. Wow, trời, nhà thờ rất lớn ha. Wow. Cao. Đều nó bảo nóng quá, không muốn đi nữa, đổ mồ hôi. Hôm nay đặc biệt trời nóng nha. Trước mặt mọi người là nơi để cầu nguyện. Cái vào những cái tháng mà lễ đó thì ở đây sẽ rất là đông, đông nghẹt người luôn, không có chỗ đứng á. Đây là đi vào đây thì đụng lên cái thành của cái tượng đá này thì người ta cầu nguyện, mong ước nguyện gì đó. Mình coi là cái gì. À đây có cái người thấy người ta đụng vào đây không. À, mọi người thấy nè, bạn đụng tay vào cái tượng đá này và bạn cầu nguyện. Và cái hang động này là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện hình lên bên cạnh cái cô bé đó, 14 tuổi đó, theo cái truyền thuyết đó. Ở cái vách đá và cầu nguyện. Oh.
Ông xã mình nói hôm nay vắng người nên xếp hàng đi trước những ngày khách đông quá. Sẽ rất là lâu, mày vắng mọi khi là xếp hàng ra tới tận bên kia luôn đó. Bạn thấy trước mặt mọi người không? Có những người đi xe lăn tới đây để được chạm vào đá và cầu nguyện, cũng như được uống nước và tắm nước thánh. Xin cầu nguyện cho chúng con. Cái đá mát lạnh. Ở đây có nước mà chảy xuống nè. Cái nguồn nước suối nó chảy xuống nè. C'est bon. C'est bon. À, đây là hoa những người đưa đến tạ ơn. À, trong đây là nguồn nước suối này, chảy ở trong đây này. Nước suối chảy ở trong đây. Đây nè, nước suối chảy nè. C'est ça de la source, ça. C'est la source, c'est là. D'accord, la source. Đây, từ đó họ mới dựng hình bức tượng của Đức Mẹ ở trong cái hang động này đây, để tưởng niệm cái lúc mà Đức Mẹ hiện hình ở đây ha. Nhà thờ rất lớn ha, nhìn rất là cổ kính ha. Đây cũng có nhiều phong tay nước nữa. Appuyez. Oui, ici ça tire plus, juste comme ça, c'est tout. Détecteur. Oui, voilà. C'est pour limiter le gaspillage. Oui. Sau khi ba tụi mình uống nửa chai, lại để đầy thêm và đem theo để uống. Thì ông xã mình nói ở đây cũng có một cái hồ bơi mà dùng cái nước suối để tắm. Voilà, nước suối để tắm. Và những người mà có tin á, tín ngưỡng á, thì họ nghĩ rằng nước suối tắm này sẽ chữa bệnh. À, bên kia là để thắp đèn cầy để cầu nguyện. Bên kia là nơi thắp đèn cầy để cầu nguyện. Ở đây trên bức tường đây có khắc là hãy lấy nước này để uống và để tắm rửa nếu mọi người muốn ha. Nước suối thánh ha. Dạ, hai tụi mình tiếp tục hành trình. Bây giờ sẽ đi vào trong phía bên trong thánh đường nha mọi người ha. Thằng Leo nó cứ lèo dèo đằng sau, nó không thích đi, nó bảo là nó muốn về nhưng mình thuyết phục nó mãi để đi theo tụi mình. Không phải là nơi mà nó muốn đi. Ảnh chỉ muốn đi tới những trò chơi giải trí thôi nha. Rất là đẹp ha.
Ở đây bán những cái chai lọ nhỏ nè, 2 euro một cái chai. Nếu ai muốn mua cái chai này rồi đựng cái nước suối thánh ở đây để đem về để trên bàn thờ ha. 2 euro là 50.000 tiền Việt Nam ha. 1 euro là 25.000 tiền Việt Nam. Ở đây thì bán đèn cầy ha. Ở đây không có ai đứng bán hết nha. Mua lấy thì dùng thẻ tín dụng để trả tiền thôi, không có ai đứng bán hết. Không có sợ ăn cắp ăn trộm gì ở đây hết ha. Mà dĩ nhiên đến những nơi thánh thì không có ai đi làm cái chuyện ăn cắp nhất. Thánh khắc trên tường rất là đẹp. Cái tên ở đây là nhà thờ Đức Bà Jose Thánh Đường. Dòng rất là đẹp à. Trên tường khắc những tên của những người được hết bệnh, lời cầu nguyện thỉnh cầu thành công. Họ khắc tên Merci là cảm ơn nè, Merci Maman là cảm ơn mẹ nè, cảm ơn Đức Mẹ nè. Những cái tường đá là khắc hết nè, từ năm 1909, 1908. Wow. Đây coi sao đây. Lớn quá nha. Cũng khắc tên. Rất đẹp. Dạ, nó quay xe hoàng. Nãy nhìn bên hồng nó ra phía trước mà quay mày xe bố. C'est là raconte l'histoire de la Marie. De Marie, pas de la Marie. La Marie. Những bức ảnh kể về Đức Mẹ. Thẳng đá. Rất là lớn luôn. Look at this from you. Cái phòng rất đặc biệt ha. Nó làm những khung cửa sổ nè. Et les fenêtres rond dedans. C'est trop beau. Xung quanh vẽ hình. Rồi, trước mặt mọi người là dàn nhạc của nhà thờ. À, đây để đốt bougie để cầu nguyện, trong một cái đèn cầy để cầu nguyện. Cái bình bằng đá rất là đẹp.
Tụi mình sẽ đi cái cầu thang này để đi lên trên đây nha. Làm rất đẹp. Nhìn kỹ là những cái khối vuông nè, kiểu mosaic nè, trạm lại ha, rất là đẹp. À, vì từ thời xưa họ làm nè, họ đã ra từng miếng đá mà họ ráp lại thành cái hình như vậy nè. Có những cái công phu sẽ đi tháp vai á, avec le petit pierre qui rassemble. Đá ráp nhìn kỹ nhỏ này. Từ những đá màu ráp lại công phu ha. Tiếp tục của hành trình. Tiếp là điều. Rồi par le soleil. Đẹp quá. Đẹp luôn. Đẹp không? Đây. Giờ tiếp tục hành trình. Đặc biệt. Thông qua cái này. Wow. Bá ấy rất là ô quá. Lớn nè. Hoài. À đây là hồi nãy mình vào trong nhà thờ, mình thấy cái trỏm nhà thờ nè, có những cái cửa sổ ô kiến đó. Và những cửa sổ ô kiến này họ làm những cái khung kiến màu hình hoa nè. Rất là công phu và đặc biệt ha. Quá đẹp luôn nha mọi người. À, là đi một đàn học một sàng khôn là vậy. Thời xưa cổ đó mà người ta xây dựng những cái nhà thờ Đức Bà công phu này nè. Vậy là photo là cầu là hai bên trái phải đều có cái nhà thờ nhỏ nhỏ này, biết là nhà nguyện hay gì đó. Đây là cũng một cái nè. Đây là cái tầng cuối cùng của nhà thờ. Joli. Oui, c'est joli. Mais j'aime pas la hauteur comme ça. Tu veux pas sauter là? Non, mình nhìn lên cao mình chóng mặt. Ông nói nhưng mà em đâu có nhảy xuống đâu mà em sợ. Và đây trong này thì nó có tên nè. Đây vào đây là cái gì này? Tượng ông gì đây? Tượng ông gì đây ta? À, của một cái ông, tượng của một cái ông thánh. Đây là người thiếu nữ 14 tuổi gọi là Bernadette de Lourdes. Người phụ nữ này đã thấy hiển linh Đức Mẹ hiện trong cái hang động. Mà hồi nãy mình vô mình nhiều người vô xếp hàng để mà sờ cái hang động đó. San Bernadette và được phong làm thánh. Ở trong đàn thánh đường đông làm lễ và người ta nói không được quay phim chụp hình nên mình sẽ không quay phim chụp hình nha. Đang làm lễ. Tiếp tục sẽ đi lên phần trên này ha. Đây mình cũng thấy những người Ấn Độ đến đây nữa. Chắc là Ấn Độ đạo Thiên Chúa. Rất là đông. Rất là đông.
Đây cũng thích được quay phim chụp hình. Thấy những cái bức tường được trạm những cái chữ cảm ơn. Tiếp tục đi. Có tên là Chopin Saint Jean Bach. Xin chào mọi người nha. Đi vô đến đây là hết. Và Lý Linh xin mời mọi người cùng mình đi khám phá những cái khung cảnh khác và cùng mình đi theo bước chân mình để khám phá những cái địa điểm khác ở Pháp nha. Xin chào mọi người. Hẹn video sau. Nhớ cho một cái like nha. Après les basiliques, c'est les petites choses. Này không, rất đặc biệt, kiến trúc rất đặc biệt. Mọi người thấy từ xa không, những đoàn người tới và những người tàn tật trên xe đẩy tới đây để cầu nguyện và hy vọng lời cầu nguyện của mình được hiển linh để được hết bệnh. Tất cả mọi người trong cuộc sống đều cần có một cái sự tin và một cái gì đó, một niềm tin để mà sống. Bởi vì nếu mình không có niềm tin thì một ngày nào đó mình gặp chuyện gì mình sẽ bị thất vọng và mình không chịu đựng được. Nên bên đạo Phật cũng như bên đạo Chúa, thường khi người ta mất niềm tin hay là muốn hy một cái hy vọng gì đó thì họ cầu nguyện ha. Và cầu nguyện Phật hay cầu nguyện Chúa. Và mọi người thấy những cái đoàn xe tàn tật đây nè. Chỗ này bán cà lem cũng ngon lắm ha. Bây giờ là 7:30 tối. 7:40 tối, trời sập tối. Mình sẽ đi vào một cái quán ăn Việt Nam để ăn. Đây. Ở đây ăn nha mọi người nha. Coi quán vàng xong. Bonjour. Oui, pour trois personnes. C'est ça à l'intérieur. Merci. Côté là, si tu veux. Allez. C'est des vrais plans, Agnew. Ah, tu vois, c'est des vrais, c'est pas des faux. Je connais ce plan-là, Việt Nam gọi là cây trầu bà. C'est Việt Nam vélo trắng. Tu juste prends ça, tu prends dans le pot, après il va pousser, il va traîner partout. C'est beau, hein? C'est bien fait. Combien de pieds il a plusieurs? Il est là. Je pense là, le pied là, ah oui. Comme un cây mọc là. Hay ghê là trồng đẹp ghê. Wow, c'est bien fait.
D'accord. Thầy coi món ăn ở đây nha. Mais si normalement il y a des trucs de poulet aussi là. Ah va, pas demander. Bún bò nướng nè, 13.90. Salad hay bơ súp. Và súp đờ phở là system gia đình súp đờ phở đây là. Bò lúc lắc. Je sais pas, je suis en train de regarder. Peut-être n'en a pas. Ông thích ăn bò lúc lắc một cái có bún chả Hà Nội, bún thịt nướng, bibimbap, non pas le coco, non y a pas ici. Tu vas manger ça à Paris hein? Ou sinon manger amande, quand tu veux. Ici il y a d'autres plats. C'est pas tout le restaurant du quartier. Tradition, c'est pas un beau bò lúc lắc. Là ở đâu quán nào cũng phải có món bò lúc lắc mới được. Không có không vừa ý. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người nha. Bây giờ còn mình sẽ vào một quán ăn được nè. Thank you. Là vẫn chưa được gọi photo aussi. Đây là món ăn của xã bò xào với cơm trắng. Và đây là món của mình là bún bò xào đây. Con trai là cơm gà. Không có hành rau gì trong đây hết nha. Cháu không thích ăn hành rau. Ngon. Ăn thử đi. Good, c'est ça bon. C'est du poulet grillé. Hãy nhấn đi bộ. Bon appétit. Chúc ăn ngon nha. Chúc mọi người ăn ngon. Yo yo. Yo yo. Đây là rượu trắng. Mì vèm lông. Vô nhé. Thịt bông bông. Thịt bò đây có rải mè. Rất hấp dẫn á. Test. 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 Khi mình trở lại buổi tối thì là đang hiện nay là 21 giờ khuya thì bên nhà thờ đang làm lễ. Làm lễ mình thấy nhiều người đốt đèn cầy ở đây ha. Rất nhiều người đứng ở đây với đèn cầy. Đèn cầy. Và đang làm lễ đây. Có đức cha đây đang làm lễ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Và nhà thờ đóng cửa 12 giờ khuya hôm nay, ngày Chủ nhật. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bucurate Maria, già prima del har. Benedeit ist die Frucht deines Leibes. Benedeit ist die Frucht. Nên mình nghĩ là chắc là cờ đạo. Amen.
Dum sifo Maria veni vanae, dulores adam, dum sanguinia. Đông người luôn, kéo dài. Ở bên kia luôn rồi, mọi người thấy không? Để làm lễ. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Marie, la Vierge Immaculée, est élevée à la gloire du ciel dans l'unité de son âme et de son corps. Gottes glorreiches Geheimnis, welcher Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat. Maria, die unbefleckte Jungfrau, wurde durch Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria in cielo. Maria, la Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amen.
e tutte le nostre vittime nostre ritrovano i nostri, e che i nostri non facciano tentazione, per liberare il Santo e la nostra Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sauvage Maria, vas qui parma, van sobo. Sauvage quá, cho đông người cầu nguyện luôn. Sauvage. Wow, xin chào mọi người nha. Video buổi tối nhà làm hết nha. Đi coi cái lễ thánh lễ ở nhà thờ Đức Bà luôn. Buổi tối bất ngờ rất đông người và thắp đèn cầy. Mọi nơi cầu nguyện với nhiều thứ tiếng khắp nhau trên thế giới nha, rất là hay ha, và cầu mong cho những lời cầu nguyện của mọi người được thành sự thật. Buổi tối là thấy cái tượng Đức Bà nè, chiếu nổi lên nè, đứng ở trên là rất là đẹp. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce.